trong buổi lễ hòa hồng đầu tiên á, rất căng thẳng luôn á. Không có biết là 24 cô gái á sẽ chấp nhận cái hòa hồng của tôi. Kim Ngân. Kim Ngân á, khi mình nói chuyện và khi mình gặp nhau á, cái cảm xúc á là rất mạnh với em ấy. Vì tôi quyết định á tặng cái hòa hồng đầu tiên là cho Kim Ngân. Kim Ngân hòa hồng. Thưa anh, thưa không? Hiện tại thì Ngân cũng cảm thấy mình đang là một trong những cô gái có lợi thế. Giống khi hy vọng của em không? Kim Thuyên, em nhận hoa hồng từ anh được không? Dạ được. Gia Hằng. Cảm ơn. Thuy Dừng. Nhưng cảm nhận là mặc dù là chị mới có nói chuyện hỏi thăm vài câu, nhưng mà Dương cảm nhận được là anh là một người cũng quan tâm sâu sắc. Văn Nhi. Được anh ấy tặng cho cái đóa hồng đầu tiên, mọi thứ nó vỡ òa. Em nhận hoa hồng từ anh được không? Em rất sẵn lòng. Nhi nghĩ thì cái nụ hôn của hai đứa nó sẽ tràn đầy hạnh phúc. Karma. Cái lúc mà mình không biết hỏi cái gì đấy thì anh cũng tình cảm nói chuyện với mình, thì mình đỡ run. Minh Huyên. Tôi nghĩ là ngay lần đầu tiên mà gặp anh ấy thì đã được nói chuyện với anh ấy một khoảng thời gian khá là dài như vậy, thì đó cũng giúp Uyên hiểu hơn được một chút về con người và tính cách của anh ấy. Ok. Em thở một chút. Chúc Như. Mình sẽ cố gắng vì ảnh mà mình tương tất lại, mình sẽ là một cô gái thật sự và mình có thể là mình sẽ từ từ tìm hiểu ảnh. Bella. Hai mình cũng thấy vui với nhau và thấy cũng được thoải mái với nhau. Lúc mà mình đã quen nhau lâu rồi hay là sao, nhưng mà làm cho Bella cười. Cảm ơn. Nhiều may. Em nhận hoa hồng từ anh được không? Được. Yếm Thủy. Em nhận hoa hồng từ anh được không? Mình nghĩ những điều đơn giản nhất sẽ chạm được trái tim, nên là mình làm theo cái cảm xúc của mình. Yếm Quỳnh. Mình cũng mong rằng những lần tiếp theo thì mình sẽ được tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn và được trò chuyện với anh nhiều hơn để hiểu anh ấy nhiều hơn nữa. Gió bắt đầu từ đâu mà gió luồn qua những cây lá. Nguyệt Thúy. Anh nhân hoa hồng từ anh được không? Anh đến với chương trình này, anh có thật muốn tìm một tình yêu thật sự không? Để chính xác là anh sẵn sàng để anh cần một tình yêu trong cuộc sống của anh đó. Sure. Chắc chắn rồi. Em sẽ nhận. Cảm ơn anh. Đến khi mà Thúy ôm anh ấy, cảm giác là Thúy còn nghe được cả cái tiếng tim của anh đập tực 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 tực. Và Thúy biết là anh ấy cũng rất hồi hộp. Phùng Thảo. Em có nhận hoa hồng từ anh được không? Mình mong là anh ấy cũng hiểu được cái tình cảm của mình dành cho anh ấy. Cảm ơn anh. Thuyết Anh. Ảnh sẽ là một cái nguồn cảm hứng để mà mình có thể viết tiếp những quyển sách tiếp theo. Không sao. Mình Thư. Khi nào nhìn em á, đi ra là. Oh my God. Ngọc Loan. Em nhận hoa hồng từ anh được không? Anh có muốn em nhận cái đóa hồng thật? Ảnh muốn tình cảm của hai người phải được vun đắp khi mà có thời gian bên nhau. Thì Loan thấy là Loan không đáp ứng được cái nhu cầu đó. Thì nếu anh hỏi là anh muốn rồi.
thật sự để mà đưa ra một cái quyết định mà rời khỏi cái chương trình này và dựng cái tìm kiếm cái tình yêu đích thực của mình, nó rất là khó khăn đối với em. Nhưng mà em cảm thấy thì em không có phù hợp cho lắm. Em cũng không muốn anh mất nhiều thời gian và cho những cái cơ hội cho những cái cô gái khác, nên em xin gửi cái đóa hoa hồng này lại để cho anh có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Cảm giác là rất buồn vì đầu tiên tôi chọn người này là sẽ vì suy nghĩ là người này là sẽ người hợp, nhưng mà sau đó em ấy không có chấp nhận. Vì anh nghe ấy hiểu em đó, vì anh tôn trọng quyết định của em. Thank you. Mời em. Việc anh, em có nhận hoa hồng từ anh được không? Thực ra thì em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Và em cũng sẽ xin nhường cơ hội lại, vì em cảm thấy trong tất cả các quan điểm theo em được quan sát thì em thấy em và anh cũng không phù hợp với nhau. Và em sẽ chúc mừng cho anh sẽ tìm được những cô gái có thể tiến đến hôn nhân của anh. Cảm ơn anh. Thương những người single mom. Hồi nãy em từ chối. Em cảm thấy ngay từ đầu đã không hợp rồi. Thật sự Lan không ủng hộ quyết định của Việt Anh. Vì Việt Anh là một người chưa có gia đình và chưa có từng trải qua nhiều cái trải nghiệm về tình yêu hoặc là cuộc sống cũng như khó khăn như Lan đã từng trải nghiệm. Thì Lan thấy là nên tham gia chương trình và nên đi xuyên suốt để có cái cơ hội của anh chàng độc thân mang lại là sẽ cho cơ hội được mình trải nghiệm và tìm hiểu về tình yêu đích thực. Mà tôi nghĩ là mỗi người sẽ từ chối cái hoa hồng của tôi luôn á, vì một người hai người. Nhưng mà sau đó tôi suy nghĩ thêm, nói là trong cái cuộc sống đó, có người sẽ thích thôi, có người không có thích, có người không có phù hợp. Cái này phải tôn trọng thôi. Phương Linh, em có nhận hoa hồng từ anh không? Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mà chia sẻ nhiều hơn. Dạ, mình sẽ có. Dạ, cảm ơn anh. Quý vị, Vi không nghĩ là Vi có để lại ấn tượng gì với ảnh đâu, nhưng mà Vi hy vọng là có cơ hội để lấy lại cái ấn tượng với ảnh. Quỳnh Như, em nhận hoa hồng từ anh được không? Rồi. Kiều Trang, em nhận hoa hồng từ anh được không? Có thể hợp, có thể là không hợp, nhưng mà nếu ngay từ đầu mà mình cảm thấy có những cái trở ngại trong cái quyết định của mình thì mình nên đi quyết định theo cái suy nghĩ của mình. Em xin lỗi là em không có nhận được, nhưng mà cái lý do thì không có liên quan đến anh. Vì sao em? Tôi lý do cá nhân thôi. Khi Kiều Trang từ chối cái hoa hồng của tôi, vì sao không? Em ấy đang kể cái lý do vì sao em ấy muốn từ chối khi họ, nhưng mà nói thật á, tôi không có nghe được. Em chắc chắn không? Em chắc chắn. Cái quyết định mình phải từ chối một cái điều mà không phải là mình không muốn, nhưng mà không phải mình không có chấp nhận được lúc bây giờ. Cho nên là mình phải đưa ra cái quyết định đó lúc này. Thì cũng đã quyết định rồi thì mọi chuyện cũng đã xong rồi, cho nên là thì mình cứ đi ngủ và thức dậy ngày mai rồi bắt đầu cuộc sống bình thường thôi. Tôi muốn đi ra nói chuyện với Kiều Trang. Tôi biết là nếu tôi sẽ nói chuyện với Kiều Trang á, tôi sẽ làm tất cả để em
qua lại trong cái chương trình này. Cái này thì nó liên quan tới gia đình và nó liên quan tới một người bạn thân của em. Cái như là những cái kế hoạch mà mọi người đã lên sẵn rồi, và cái sự có mặt của em nó rất là quan trọng. Thì có lẽ như là em phải đi cuối tháng. Em thử từ đến ngày 28 hoặc 29. 27. 27 rồi. Sau đó em sẽ suy nghĩ, có một tuần suy nghĩ là được mà. Em thoải mái, vui vẻ, sẽ đó xịt. Thêm 7 ngày nữa rồi là giờ em có cảm tình với anh nhiều hơn rồi làm sao? Rồi em cũng vẫn phải đi rồi sao? Rồi không có tới đâu rồi. Nếu anh sẽ có cảm giác mạnh hơn á, anh sẽ ở. Sau đó em sẽ tìm... bỏ hết mọi chuyện. Sau đó sẽ tìm kia chuyện khác. Giải quyết khác. Đúng rồi. Thì tôi biết khi nào em ấy quay lại trong cái chương trình này, mình sẽ có ít thời gian để nói chuyện. Nhưng mà khi mình nói chuyện trong cái thời gian này, tôi sẽ làm tất cả để em hiểu là tôi có cảm xúc của em. Cảm ơn Kiều Trang sẽ chấp nhận cái hoa hồng của anh. Quá bất ngờ đúng không các bạn? Ngay tập đầu tiên chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự việc đã xảy ra không ai ngờ tới. Và tôi nghĩ đây sẽ là một dự đoán, các tập tiếp theo của anh chàng độc thân sẽ còn nhiều tình huống hồi hộp và bất ngờ hơn nữa. Và xin chúc mừng Quốc Trung, anh đã thuyết phục Kiều Trang quay trở lại. Điều đó đồng nghĩa Thiên Trang phải chia tay chương trình. Anh tới chương trình này một cách rất là chân thành để đi tìm một cái tình yêu. Thì Trang chỉ mong là anh sẽ chọn được đúng người và tìm được đúng cái tình yêu đích thực của mình thôi. Các bạn là những cô gái tiếp tục với chương trình Anh Chàng Độc Thân mùa đầu tiên năm 2018. Xin chúc mừng tất cả các bạn.